Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đất Đỏ tổ chức tặng quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Đây là một trong những công trình phần việc chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đất Đỏ lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029. 100 suất quà được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đất Đỏ trao tặng cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Tổng kinh phí thực hiện chương trình 50 triệu đồng được trích từ quỹ vì người nghèo huyện Đất Đỏ và vận động nhà hảo tâm tài trợ.